greener. Lần đầu tiên xuất hiện giải đấu đỉnh cao dành cho sinh viên từ trước tới nay. Một sân chơi lành mạnh tạo cơ hội giao lưu với vô vàn các phần thưởng giá trị. Giải đấu sinh viên toàn quốc Free Fire Campus 2020. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng. Vô địch 50 triệu đồng. Hạng 2 20 triệu đồng. Hạng 3 15 triệu đồng. Hạng 4 đến hạng 6 10 triệu đồng. Hạng 7 đến hạng 9 5 triệu đồng. Hạng 10 đến hạng 12 2 triệu đồng. Free Fire Campus sẽ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, mở đăng ký. Các đội tuyển sẽ chọn một trong 3 địa điểm để thuận tiện nhất trong việc đăng ký và thi đấu. Khu vực phía Nam, đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh từ mùng 1 tháng 10 đến mùng 7 tháng 10. Khu vực miền Trung, đăng ký tại Đà Nẵng từ mùng 8 tháng 10 đến 14 tháng 10. Khu vực miền Bắc, đăng ký tại Hà Nội từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10. Giai đoạn 2, vòng loại. Vòng loại khu vực sẽ diễn ra trong một ngày để chọn ra 4 đội tuyển mạnh nhất đại diện cho khu vực của mình tiến vào chung kết. Vòng loại khu vực thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 11 tháng 10. Vòng loại khu vực Đà Nẵng diễn ra vào ngày 18 tháng 10. Vòng loại khu vực Hà Nội diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Giai đoạn 3, vòng chung kết. Một trận chung kết vô cùng hoành tráng sẽ được tổ chức offline vào ngày mùng 8 tháng 11, 12 cái tên mạnh nhất sẽ cùng thi đấu để tìm ra đội tuyển đầu tiên vô địch trong lịch sử Free Fire sinh viên. Free Fire Campus chinh phục những đỉnh cao.